Ok, hiện giờ mình đang có mặt trong xưởng. Okay. Này mới xưởng gì nữa? Xưởng đồ tùm lum tùm la hết. Nhưng mà nói thật mình của anh của Customer Investment, anh Đan đang ở đây. Thì anh hôm nay anh Đan sẽ chia sẻ với các bạn những cái kinh nghiệm của những người lần đầu tiên đi mua nhà. Tức là những người lần đầu tiên mua nhà thì họ có những cái suy nghĩ mà anh Đan vừa nói cho mình nghe thì nó cũng rất là giống như cái tâm lý mà mình đi mua nhà đầu tiên. Tức là khi đi mua nhà đó thì mình vô mình thấy mấy cái nhà xấu quá mình chê, mấy nhà đẹp thì mình khoái. Rồi có những cái bẫy mà các bạn nên để ý. Thì mời anh Đan chia sẻ những kinh nghiệm như vậy. Thì mình đi mình là thường thường á là mình làm á là người ta mua nhà á là mình làm với một đám một group, một nhóm mà làm về bán địa ốc, là mình là người lợi đó sửa chữa hết tất cả rồi cho nhà mới lợi cho người khác, hay là mình gặp những người sắp mua nhà để nói cho biết tình trạng cái nhà ra là sao. Thì đa số những người mà mới mua nhà người ta lo lắm, nếu là hai vợ chồng trẻ tới vô nhà sửa đẹp quá, hồ đã quá. Nhưng mà thật ra đó, mấy cái nhà sửa rồi á, bạn hãy cẩn thận. Ok, hãy cẩn thận. Tại vì cái nhà đó mình không biết ai sửa. Nhà đó thường thường nhà mà 1940 mấy, 55 mấy, 6 mấy là cũ rồi. Mà người ta sửa đó, là bạn hãy sợ, coi chừng những người mà người chủ nhà mà mua mấy cái nhà đó xong rồi quét sơn lại, làm lại phòng tắm bậy bạ, làm nhà bếp bậy bạ, rồi họ để lên thị trường bán lại liền. Mấy người đó nó gọi là really người mà flipper, upper, fixer, là ta làm như là flipper, làm nhanh, người ta làm nhanh lẹ để người ta kiếm chút cháo liền. Mà thường thường mấy người đó là không phải trong nghề xây dựng, người ta là một nhà đầu tư nhanh lẹ, người ta sẽ muốn những người bậy bạ vô làm cho nó đẹp thôi để nó bán. Có thể nó che đậy những cái diện gì mà có làm không đúng, có thể là nó đi ống rồi nó đi lên cái mái nhà mà nó không ra khỏi mái nữa. Cũng như Đen có thấy nó làm cái mái hút mà nó hút mà nó lên tới cái adec thôi nhưng mà nó không ra ngoài. Vậy hút đi đâu, rồi dây điện nữa làm đó. Nhưng mà thường thường không phải cái nào cũng xấu nha, cái đó là nếu mình làm mình hỏi xin người hỏi người ta với người ta có giấy tờ không, làm có permit không, là có sân thành phố coi để thanh tra coi cái những gì người ta làm không. Cái đó quan trọng. Nếu mà nhà mà sửa rồi đó, cái đó bắt phải bằng phải hỏi, chứ đừng thấy đẹp quá rồi nhà này đẹp. Tại sửa thì cũng dễ lắm, tại sơn rồi để tủ vô để gạch thì nó đẹp thôi, nhưng mà đằng sau lưng mình không biết họ làm gì. À rồi, đừng có chê những nhà xấu xí. Tại biết sao không, tại nhà đẹp á nó làm sửa rồi á, nhà cũ đã làm đẹp nó sửa rồi á, là bạn phải trả tiền sửa nó rồi chứ bạn đâu có rẻ. Nhà xấu xí nó chưa bán được, nó sửa để xấu xí vậy là những cái khi ai ông bà già đó, ông ở rồi ông đi chỗ khác rồi ông bán nhà xấu xí, nhưng mà người ta giữ nhà đàng hoàng, người ta giữ, nhưng mình đi vô mình sửa thôi là mình, nhưng mà lợi là mình vô mình muốn sửa làm sao là mình sửa đấy, chứ mình không cần phải theo ý của người khác. Mà biết tại sao mấy bạn vậy nữa, tại vì có nhiều số người á, người ta để dành được cái 90.000 là tiền down thôi, xong người ta mua cái đó rồi cái là ta hết tiền sửa. Bởi vậy người ta phải mua cái sửa rồi, thấy hiểu không? Là finance được luôn cái phần đó. Người ta có thể mượn loan được 800.000, nhưng mà người ta cái nhà kia rẻ hơn có 700.000, nhưng mà người ta trả 700.000 người ta không còn tiền để người ta sửa nữa, không có 100.000 đi ngoài. Right. Thì nếu mà đặt hợp lại cho Dan thà mua cái chỗ mà chưa sửa được rồi tìm cách lấy thẻ tín dụng gì đó để tự sửa mình. Tại vì mấy người mà ta mua nhà ta sửa để ta bán lại mình á, nó hơi nguy hiểm. Hoặc là người ta là chủ nhà xong người ta sửa ta bán lại á, mình không biết. Cái đó là cái quan trọng nhất. Thứ hai, mấy bạn là phải ý, thường thường mà bạn mua nhà bạn sẽ đi lấy vài cái gì đó report, home inspection report, report gì, termite report, mà termite về mối mọt á. Đừng làm mấy cái, đừng để mấy cái report đó làm mình sợ. Bạn hiểu không? Nói mối mọt, nhà cũ rồi phải có mối thôi. Nhà cũ rồi phải hư chút xíu, hư cái kia. Mình mới coi cái gì quan trọng thôi. Cũng như là móng rồi nè, móng có nứt được không? Nhà mình coi nó có nghiêng được không? Còn nó nói vụ nào coi chừng cái qua để hi là bị không an toàn rồi, bị xúc ra đó. Rồi, cũng như bị xúc ra rồi mấy cái mối
đừng bao giờ lo sợ gì cái đó. Cái đó không có gì hết trơn, nhà nào cũng có mối hết trơn á. Nhà mới xây lên 2 năm sau cũng có mối, đừng có lo. Cái chuyện đó là bình thường. Mà mối á, thứ nhiều nữa cái này là thật nói là mấy bạn gì sẽ xê nhiều tiền lắm nè. Mối mọt á, mắt nhìn cái người nào mới mua nhà hay đã từng mua nhà rồi sẽ biết. Cái report của nó đó, nó sẽ để một đống như nè, lên tới mười mấy ngàn có thể tiền sửa tiền mối không ạ. Ghê. Yeah. Đấy. Đó là chuyện bình thường. Nhưng mà bạn đừng có lo. Cái đó không sửa không có nhiều hết trơn á. tại vì thường mối mọt á, nó giết tất cả xuống rồi nó chặt một cái 200, 300, 200, 300, 200, 300, 200, 300, 200, 300, 200, 300, cuối cùng cộng lên nó cuối cùng mười mấy ngàn. 5 ngàn rồi. Bởi vậy á, mình đừng có lo cái chuyện đó. Đấy. Yeah. Mà nếu mà cái công ty mà termite đó nó có về, nó có làm cái chuyện đó, nó gì man chụp hình có thằng bạn nó chụp hình làm mình hơi mất that's fine. nhưng mà nói chung là làm mấy công ty mối mọt á là nó đưa ra cái giá đó đó, không phải là giá của nó. Biết tại sao không? Là giá của những người giống như Dan này nè. Tại Dan làm cho công ty bên là mấy cái công ty như Terminix á, hoặc là Western Termite bạn thấy ở ngoài đó, là Dan có hợp đồng với tụi nó. Okay, cái này là nói ra nó tụi nó biết chắc nó chửi chết quá. Cho cộng đồng Việt Nam thôi nha, đừng có dịch qua tiếng Anh. Đừng dịch qua tiếng Anh, cộng đồng Việt Nam mình hiểu thôi nha. Dịch cộng đồng Việt Nam thôi nha, đừng có để cho cộng đồng khác biết giúp đỡ. Tại vì là đưa, nó sẽ đưa cái mấy cái những cái hư cái những cái thư đó của mình của nó cho cùng chung cái nhà đó, nó cho Dan mới đưa cái giá cho nó, rồi nó thường thường nó nhân lên gấp đôi. Cũng như đưa 5 ngàn, nó đưa lên 10 ngàn, đưa 7 ngàn lên 100 ngàn. Bởi vì bạn mà không biết á thì bạn sẽ cứ sợ là quá nhiều đi, nhưng mà thường tình nhiều khi nó không có nhiều. Nhưng mà vấn đề nó vậy nữa. Nhưng mà khoan, nhưng mà làm sao người ta biết là có bị đưa lên hay không? Làm sao, làm cách nào để... Công ty nào cũng đưa hết trơn á. Vậy bây giờ anh hướng dẫn sao? Trả giá xuống hả? Không có trả giá không có được. Vậy phải làm sao để tiết kiệm tiền đó? Tiết kiệm đó thì bạn phải mướn một người ở ngoài để biết, một người xây dựng ở ngoài để sửa cái đó. Nhưng mà nó cũng có mất dạy vậy. Là nếu mà mấy bạn nào mà làm cái loan khác nhau, nó không phải cái loan, không phải là làm tiền đường lãi mà theo kiểu mà conventional loan là 20% down á. Bạn là mượn mấy cái loan giống như là VA loan, mấy cái loan mà của chính phủ không có cần bỏ tiền ra, FHA rồi. Hoặc là mới lần đầu tiên mua nhà FHA loan rồi đó, là nó bắt buộc bạn phải clear cái report đó. Là cái report phải sạch. Nó mới cho cái phần section 1 á. Mà thằng nào viết report, bởi vì nhiều khi mình nói nó cũng có sự conflict interest của công ty. Cái thằng đó là viết report mà nó đưa giá nữa, rồi nó clear nữa, còn đi không theo nó thì làm sao mà nó clear. Bởi vì người ta sợ trong thời gian đầu á, người ta không dám. Nhưng thật tình đâu có gì đâu, mình biết cái đó mà mình vô mình chỉ mình nếu mà hạn bị bạn vô mà có làm một người contractor mà biết được á, đây là toàn cả nước Mỹ luôn nha, chứ không phải Cali không. Bạn mướn một contractor biết sửa thơ máy hả, nó sẽ cãi với thằng đó. Nó lợi đó, mày ra mày kêu vậy này kia, cái này đâu có cái gì đâu mà kêu. Thì nó cãi đó, cãi qua cái tụi nó thằng mà cứng á, nó sẽ cãi qua với thằng đó thì nó sẽ clear cái report cho bạn thôi. Là bạn mà kêu công ty khác hay người nhà làm nó tiệm này tiệm kia là tại mày không theo công ty tiền lên. Là nó tiệm này tiệm kia là nó không bao giờ clear report cho bạn được hết. Okay. Cái đó là chuyện bình thường. Nhưng mà nó ra nó rất là gồ ghề, nó ra mấy thường Việt Nam mình thấy cũng tội nghiệp. Tại vì Việt Nam mới qua hay là Việt Nam không có biết tiếng Anh nhiều, mua nhà xong rồi mấy Mỹ mà ra mặc đồ gồ ghề nói là cái ở Việt Nam mình sợ. Ok mình thấy họ không nghe kệ nó chứ, nó tiền quá nhiều mà mướn qua làm cho nó rẻ. Thôi mình biết mấy hàng công ty nó thấy vậy chắc nó chửi. Không biết đâu anh, đừng nói tiếng Anh là được. Cờ của em không có người Mỹ coi thôi. Có mấy người chuyện report này nọ. Mấy chuyện report nhiều. Cái này biết là mấy người mà làm có, nếu mà người mấy người nào bán nhà mà
mà coi sẽ hiểu. Sẽ hiểu Đen nói cái này. Tại nhiều khi cái này mấy người mới chưa mới mua nhà chưa hiểu, nhưng mà mấy người nào mua nhà rồi hoặc là người bán nhà trong nhà sẽ biết là nhiều khi cái termite report nó phiền lắm. Nếu mà bạn có cái những cái loan mà chính phủ tài trợ ấy, cũng như VA loan hay là FHA đó. Nhá. Rồi đó là một những cái chuyện mà bạn phải để ý trong trong lúc mua nhà. Đầu tiên đừng có lo lắng vì những cái report nó làm mình sợ. Cái report nó design để làm cho mình sợ. Sợ nó mới ăn tiền được, mình mới cảm thấy là mình đáng giá trả 400 hay 500 như cái report. Home inspection. 600, 600. 600 inspection. Thường thường trong cái nhà mình quan trọng nhất mình coi là cái móng của nhà nó có bị nứt mở gì không. Xong rồi. Anh, nhưng mà khoan, cái em nghĩ nha, cái home inspection á, even là tiếng Anh giỏi, nhưng mà như một người bình thường nhìn vô cái cũng rối lắm anh. Tại toàn những từ là tưởng từ chuyên môn của nhà. À vậy thì cái đó thường là cái chớp của real estate hay ai? Nhưng đọc vô thấy nó đánh đỏ. Real estate agent á mà yếu cũng không hiểu, còn không biết đâu, chứ nói mua order cũng như làm thủ tục thôi đó. Mua nhà rồi phải mua home inspection, đưa cho chủ nhà, chủ nhà không biết gì hết, hay là nói miệng thôi. Cái đó trước khi mình mua nhà mình phải quăng gửi cái email đó cho một người thầu xây dựng, contractor, hay làm những nghề đó, gắn gửi cho người ta để người ta cho biết là tất cả nó bao nhiêu tiền, hay là những cái bị cái gì quan trọng không, có quan trọng không, nên làm như vậy. Đừng có để đừng để cái report đó làm nó sợ, tức là nó không có gì đâu. Nó, mà mình sợ cái là mình bị trả những cái tiền rất là quan mạng. Chia sẻ với các bạn là lúc mình mua nhà là nhờ anh Đen coi đó, chứ mình cũng không hiểu gì. Mà nói thật là mình cũng chẳng biết gì, mình chỉ coi một cái duy nhất thôi là mình coi trong vòng 3 năm có ai chết không. Mình không biết coi gì khác, chỉ coi cái đó thôi à. Còn mấy cái chuyện mà cái gì mối mọt rồi cái bình nước bị trượt qua một bên, rồi cái ống nước thì bị không đủ độ nghiêng gì đó, nó đánh trong cái inspection mình, nó đổ quét luôn. Cái này cần sửa thì trời quá trời luôn. Mình nói là chết mẹ, mua lộn nhà này chắc mua vào sửa chết mẹ luôn. Đây không có gì đâu, không cần đâu. Nó tại vì đó là mình nói cái này là vui lắm. Nó có nhiều cách để nó làm nó sợ. Nó nói là hồi đó mình nói chuyện cái thằng mà chuyên môn là mỗi một, cái thằng đó cũng nói mình cách mà công ty nó có nhiều cách để dụ người từng lớp. Người mà từng lớp mà có ăn học á, là như người mua nhà đó, là thường thường mua nhà là từng ăn lớp ăn học. Là nó thích học lắm, nó thích đọc lắm. Là cho nó đọc. Kiến thức thích đọc lắm, là cho đọc. Là bạn không tin đi, mình còn mở cái mối để con mối tên gì, tên toàn là tên những mà gọi là mình đọc không có được, hay là tên gì nó ăn sao, rồi lên mình lên mà ngồi sợ lên Google ngồi coi sợ luôn, nó ăn rất sập nhà. Nhưng mà nhiều khi người ta quên cái common sense. Mối hả, đừng nào cũng ăn nó sập nhà, năm sắc từ từ chứ đâu phải nó ăn một ngày sập nhà đó. Mình nói vậy cái bởi vì mình nhớ cái chuyện mắc cười, tại mình về Việt Nam mình thấy á, mình về dưới quê thấy mối có cái tủ gỗ nè, mối độc đóng gì nó ăn, cổ Việt Nam nhìn không bỏ qua luôn. Ở bên Mỹ một con mối thôi bò ta sợ, nhưng mà cái đó là cái gì đó. Ok, thì vậy thôi. Với lại nãy anh Dan nói là mấy bạn đừng có gì ham mấy cái nhà mới sửa sẵn đó. Hồi đó mình cũng biết, lúc mà các bạn mua nhà rồi các bạn bắt đầu mới sắn tay áo lên đi coi gạch, coi vinyl, coi laminate. Lúc đó mình biết là ô cái này mắc tiền, cái này cái mỏng dày như thế nào, chống nước là nhiều cái. Chứ còn lúc mà mình mới đi coi nhà đó, nó đẹp lắm. Mình cứ vô mình thấy sao cái màu đẹp quá vậy, cái kiểu nó đẹp quá là mình phái liền à. Nhưng mà thật sự đâu phải, đi cái chân nó không có êm nha các bạn. Đi hardwood floor là cái gỗ thiệt, nó khác với đi vinyl hay là đi thường laminate, nó khác, cái chân nó khác. Rồi cùng là vinyl hay là cùng laminate, cái độ dày nó có dày 12, dày 8 cm, nhiều cái lắm, dễ bể dễ đứt đó. Chuyện á, mình cái đó là mình vô mình làm mới biết. Nhưng mà mình là bởi vậy đừng có chê mấy nhà mà xấu kỳ. Đúng miễn rồi. Sao đất nó rộng mình cảm thấy mình có thể làm đầy xây ra nữa, mà rộng mà cũng vợ rộng cho mình nghĩ trong đầu là phải làm được gì đó. Nhưng mà rộng quá mà xây cũng được, cũng như không cắt cỏ mệt chết được. Dạ. Với lại mấy cái nhà flipping á, em cũng nghe nhiều realtor nói là mấy cái người đầu tư vô họ cũng mua mấy cái đồ đó rẻ lẻ flip bán lẻ. Flipping nó có hai loại. Người ta nó hỏi bạn mua flip là gì, flip là bạn mua đi rồi bạn sửa bạn bán lại lẻ luôn. Nhưng mà mình hỏi á, bạn có add cái value vô cái nhà gì không. Đấy, mấy người đó là người ta
ỷ cái nhà đang lên, có nghĩa là ta mua nhà xong rồi ta sửa liền, không có ác gì cái value cái nhà đó, nó không có mất mớ gì hết trơn. Cái nhà đó chỉ cũ xíu thôi, rồi người ta làm cho nó bắt mắt, để bắt mắt người ta bán lại cái giá cao cho bạn. Nếu mà người ta thật tình là người mà làm nhà, lúc nào là người ta phải làm lại cái nhà nó rộng bự hơn, theo kiểu đời mới hơn, thì cái đó mới gọi là mình add value, để cái giá trị thì bán lại, ok, thì nó mới đồng ý. Còn biết người kia là người ta sẽ sửa lại bậy bạ, xong người ta bán lại kiếm tiền qua nhanh thôi. Chưa là sang tay nhiều năm, chưa là nước á. Mấy cái căn nhà đó là mình thấy là vô là chỉ có thí dụ như một là sơn lại tường ở trong nè, hai là làm mấy cái reset line, ba là làm gạch dò vậy thôi, chứ không có làm gạch làm bậy bạ. Rồi bận biết nhìn đẹp, nhiều khi mua làm dưới nó hầm đứa không được rồi phải ở mượn năm cái nước nó liếc cái dưới cái phòng tắm á, đúng không? Thợ tắm xong tại đó muốn rẻ mà, muốn thợ mà như thợ làm đụng làm nhanh lẹ làm cho mình cho đẹp thôi, bạn đâu có biết là thu lúc thì mấy thằng cho bạn mướn bao nhiêu thằng inspector hay là người thanh tra gì rồi contract thầu cái loại nó coi nó cũng biết nữa. Giờ nó chỉ thấy đẹp thôi, ok, nó nhìn được cái gì nó thấy thôi, còn như ở dưới á, cách nó làm nước được cái bắt bạn ở thời gian á, cái nước nó rỉ ở dưới mà không thấy, nước nó chạy ghê lắm, nó làm hư cái floor hết á. Nói thiệt nha, thằng Mỹ trong nghề luôn á, bị dính á. Nguyên cái bát tôi phá hết, floor phá hết tại nước nó thấm ở dưới cái sàn nước á. Mà ở dưới tại nó không phải là có cái chỗ bò, nó có là xi măng thôi. Khi nước thấm qua xi măng, nó qua mấy cái gỗ trong phòng không bị cái mùi mốc á. Mà bên Mỹ ta sợ mùi mốc, sợ bị bệnh, lân chi. Em nghĩ mấy căn nhà mà flip nhẹ đó thì thường cái người mua là họ mua họ cho mướn, xong rồi sau này lên họ bán chứ thực sự họ không ở. Chứ ngay cả mình lúc mà mình đi coi sàn á, lúc em vô sàn, em vô cái San Jose Flooring Outlet ngay đường Center nè, kế bên Nhật Thanh Viên Thao á, em vô đó thì em đang lựa giữa cái miếng 12cm hay gì đó, thì cái ông chủ bán nha, ông nói là ok, em trai mua ở thì mua cái loại giày này, còn mua mà để bán lại hay là mua cho người ta mướn thì mua cái loại 4mm thôi, nó lẻ mấy chục sen thôi, để cho nó lẹ, đó là như vậy đó rồi. Cho nên cũng khó để biết được nhiều cái, cho nên anh Dan nói đúng là cũng đừng có ham mấy cái nhà mới mà cũng đừng có chen mấy nhà cũ. Rồi anh Dan còn gì bổ sung nữa không? Thôi vậy rồi, chỉ có vậy thôi. Ok, mình đây thấy người ta ham mê cái nhà mà sửa sạch đó là ta đẹp, người ta cũng vô ở liền. Cái đó là sai. Ok rồi, cảm ơn các bạn nha. Như mình là mình mua nhà cũ mục nát mình tự sửa đó. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại cái video sau.